phải bấm màn hình giờ đây. Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang đi giao ghế. Và ngõ bé quá nên là phải vận chuyển bằng xe máy vào trong ngõ này. Đó, vừa bốc hàng từ trên xe xuống. Cẩn thận nhá. Khóa xe đã rồi, xong vào luôn. Mang quà tặng vào. Mang quà này. Quà tặng. Quà tặng. Đỡ phải ra hai chuyến. Từ từ, cứ từ từ. Rồi, đây bây giờ là 11 giờ đêm nhá. Đấy, đội ngũ Fuji phải vận chuyển cấp tốc ngay trong đêm để cùng khách hàng chống dịch. Chống dịch như chống giặc ạ. Đó. Lần đầu tiên ghế SG686 được vận chuyển bằng xe máy nhá, khá là cồng kềnh. Hai giao hàng đáng nhớ nhất. Rồi, gần vào đến nhà khách đây rồi. Bấm khóa cửa xe nhá nhỉ. Bấm khóa cửa xe chưa? Xuất sắc. Quá xuất sắc. Mình để đây mình bóc luôn anh ạ. Hạ xuống sân ấy. Mình bóc hộp. Cố lên. Rồi. Bấm khóa xe cho thầy. Máy tính để trong xe đấy. Máy tính là để trong xe đấy. Bấm khóa lại xí. Con chào bác ạ. Giao hàng hơi muộn, bác chắc là đang ngủ rồi ạ. Vâng. Con mang từ bên Việt Trì sang đấy ạ. Em cho lên trên này cho chị nhé. Cầu thang nhà mình hơi bé sao ấy. Đạt ơi vào đỡ một tay đi. Đạt đỡ một tay, Thạch nó đang đông.
Mình cố lên nhá. Cẩn thận. Cẩn thận dây điều khiển. Đấy, sếp là phải ăn gì mà vác nặng anh nhỉ? Ăn thèm vác nặng. Tôi ơi, cho các cụ làm việc. Ăn sao đây? Hai em bé ngủ muộn thế chị nhở, hay là hôm nay mới ngủ muộn thế này thôi? Dạ. Cố lên, may quá rồi. Cô Hang vừa khéo. Cái này là có xe lăn đúng không? Mình để cho. Đúng rồi ạ, mình có bánh xe ở dưới đấy chị. Đi ra phòng chờ đi đã. Phòng chờ của em bé. Em bé mới để. Chẳng mùi đâu mà. Có mùi đâu nhỉ anh? Không. Nó không mùi đâu. Không mùi đâu thì để, em sợ nó mùi ra chứ. Mà không vấn đề mới để. À, nhưng cửa bé. Thế là định mệnh nó lại phải đi. Chỗ này rộng đi được này. Không, trong này được chứ phòng kia thì không vào được. Cửa bé. Sao mình để ở đây đi, chỗ này còn rộng thoải mái mà. Con chào bà. Vâng. Mình để góc này hợp lý đấy. Đây, hoặc là bên kia hoặc là ở bên kia đi. Gần cái giường đi. Sao bà? Bây giờ bà. Đó, cái ổ điện ngay đằng sau lưng luôn. Em xuống bê cái chân lên đây. Chị chưa ngủ à? Đây nó có mỗi chân rồi. Mình siêu thì không nên làm gì thế này. Mình nó về từ nhà máy thế này rồi thì để nguyên vậy. Sau lưng em nó rộng ấy, rất là nhiều máy. Còn nhà mình thì không sao, nó hẹp hơn. Ơi. Bây giờ là 11 giờ 10 phút rồi. Anh là không biết Thầy Long nào? Em cũng học ở Thầy Long được khá rồi. Học khóa gì? Học tính. Em á? Anh thầy của em ấy hả? Các thầy thì dạy rất là hay cả. Quan trọng mình áp dụng được công thôi. Anh áp dụng cho đấy nhà mình ở đây là làng nghề gỗ ấy chị nhỉ? Vâng. Thế nhà mình là cũng kinh doanh về đồ nội thất luôn ạ? Không, em kinh doanh nhà em. Mỗi nhà mình không làm thôi ạ. Khác biệt. Dây điện đâu nhỉ? Anh chị là biết đến bên em mà qua người khác dùng vừa giới thiệu hay là qua Facebook ạ? Đi đường gì đấy. À thế ạ, thế quá có duyên luôn. Anh trải nghiệm ở các viên đấy thì thế nào? Nói chung là tiền nào của đấy. Anh ơi, nói chung là tiền ra khô của đấy. Tò mò. Em bé mấy tuổi rồi chị?
Em bé này được 3 tuổi chưa? Biết chưa? Em bé này mới là 3 tuổi. 3 tuổi mà to nhìn gấp rưỡi con nhà em luôn. Con nhà em nó vừa còi vừa vừa bé. Chị bé, chị bé nhìn yêu quá. Con mấy tuổi rồi? Không nhìn thấy gì đâu. Lấy cái 7 củ với ra củ treo lên. Lấy cái ví luôn. Chỗ dưới xe máy. Chỗ xe máy á, chỗ gác chân của xe máy á. Đúng rồi, ra ghế ô tô rồi là đồ nội thất là bằng gỗ ấy, là mình làm bóng mới được. Vâng, dùng cho vật liệu da hoặc là gỗ anh ạ. Mình xịt ít thôi, xịt nhiều là nó bóng nhẫy rồi đấy. Xịt một chút xíu thôi. Xịt xong rồi trơn hết xuống dưới nhà. Đúng rồi, mình xịt một chút xíu thôi ạ. Và nó bảo quản, nhỡ chẳng may là mình có nuôi chó mèo thì nó không có chèo lên, nó không làm hỏng cái bề mặt ra ghế được. Cái vải này nó thiết kế là phủ theo chiều dọc của ghế luôn đấy, nên là khi mà phủ nó ôm khít luôn. May đây mình chiếc ghế luôn ạ. Đúng rồi. Ông mua cái này mang đi nhảy dù. Bé xinh quá. Được mai một tí. Cái kia là nó có cái tháo à? Nhớ chụp số seri để bảo hành điện tử nhé. Đã chụp cho chị đi. Ừ, lên cho hướng dẫn sử dụng không? Chuyển đến cái số này. À, dịch vụ gọi gì ạ? Ghế thì thường người ta thiết kế một cách rất là phổ cập, phổ thông ấy, cho tất cả mọi người đều sử dụng được. Bởi vì vâng, vâng, tất cả thao tác nó đơn giản lắm. Ở nút nguồn chọn bài 1, 2, 3 hoặc 4 là xong. Không có phải điều chỉnh cái gì nữa. Nó dễ dàng lắm. Cho nên là các bác nhà mình, các cụ ấy, dùng dễ. À đúng rồi, nó sẽ video hướng dẫn luôn. Bỏ nó sát đầu ra là dùng đất. Tôi gọi là bác gọi anh quay nha, phòng nhân cụ nha. Vật đây không ạ? Ở 1 mét là ok ạ. Và số 1 là chúng ta cũng tổng vào. Và số 2 là cáo giãn. Và số 3 là bàn massage trị liệu. Và số 4 là massage không trọng lực. Thì con các bạn hay dùng số 2 và số 4 này. Nhưng mà các quý nhà là nên dùng cả 4 giây. Ví dụ như sáng 1 bài và số 1 chiều là số 2. Sáng ngày mai là số 3, chiều ngày mai là số 4. Nó có sự tương tự của nó rất là dễ. Đấy, trước khi mà chú bật ghế lên, chú muốn sử dụng đầu gối này, chú kéo đầu gối con này. Đấy, được rồi. Đấy, tay để nó đấy.
Em bé chỉ xem thôi, em bé không ngồi ghế này được. Ghế này chỉ dùng cho bố mẹ và ông bà thôi. Đấy, xong thì nó sửa kem cho lúc mình xong rồi đấy. Rồi nó massage. Cái này có một cái phần như này thôi, cái phần gối này thì mình hay dính mồ hôi á. Khi mà chúng dùng tốt nhất là kê vào một cái khăn mặt rồi. Và xong mình lau đi. Rồi những cái này nó phủ cái phần gọi là phần thao mòn đấy. Hãng nó bảo vệ nhưng mà vấn đề là một cái vấn đề mà do mồ hôi của nhất là nó khó. Thực ra là mình dùng cái khăn đấy để cho nó vệ sinh ấy, mồ hôi không thấm vào cái ghế. Cái này có hai mấy triệu thôi bạn. Quá không rõ, con đang kiểu đi chở hàng. Bạn nhân viên là các bạn sếp của bạn này bạn. Thì ở đây có tất cả đây là bộ kính này là để sử dụng cái chỉnh bài tập này. Bộ kính ở trong là điều chỉnh tư thế đấy. Thì chú ở thế này nó tự mình ấy. Thì rất là dễ, ví dụ cái này mình nhâng đầu lên này, ví dụ đây, tấn nghiệt, nhâng đầu lên, đó, tấn là nhâng mạng người xuống đấy, đó. Còn đây là các cái phím thủ công, thì các cái phím này là các cái phím điều chỉnh về độ mạnh nhẹ của đấm này, mạnh nhẹ phím ký đấy. Đấy, lên xuống vi lan này, những cái này mình chưa được dùng đến. Cứ bật con bố là tự động rồi, nó ok rồi. Là mình sử dụng cái này, nó không được rồi. Không có cái này, nó gọi là nó rất là chi tiết tỉ mỉ. Đấy. Thì trong cái chuyện đấy mình ngồi xem. Đúng rồi, mình ngồi phải bóng ra. Chứ bây giờ con hướng dẫn trong 15 phút rồi cũng quên ngay. Đấy. Chỉ nhớ con bật máy lên, dẫn một bài này là xong. Thế thôi, và 4 nút này là 4 nút điều chỉnh tư thế. Tư thế của cái ghế. Lúc này là lúc Zero Gravity, tức là cái nút mà nó điều chỉnh cái tư thế ghế nó có 3 cấp độ không trọng lực. Thì như đang ở đây đó, số 3, số sâu nhất. Ghế này đang nằm thẳng song song với mặt đất luôn ạ. Cái này, một ngày mình dùng con khoảng 2 lần thôi. Nếu mà có thời gian nữa dùng 3 lần. Chứ nếu mình dùng nhiều quá không tốt. Bởi vì nó cơ thể của mình mà ngồi trong máy đấm từ sáng đến tối thì nó nhừ mất. Đấy nên con phải tư vấn đúng như vậy. Và cái thứ hai nữa là tốt nhất của nó là cái điều chỉnh massage vào buổi tối giờ này. Trước khi đi ngủ. Và trước khi massage thì con cũng nước khoảng 120ml nước ấm ấy. Thì nó giúp cho quá trình trao đổi chất của mình sẽ tốt rất là nhiều. Đấy. Thế là rất là có duyên với anh bởi vì anh mua ngoài giờ. Em đi ra được, chứ trong giờ hành chính là có lái xe thôi, tự chở đến ra hàng với nhau ấy, em không đi. Nên là có mai, sáng mai em đi Ninh Bình, anh có đi ok, anh mua, anh đi đòi là trực tiếp em về, cũng rất là đúng anh. Em đi được không thì thằng gọi nhân viên các bạn cũng đi. Bán ra cho đồng môn đi ok. Em bán được hơn 100 chiếc đi ok. Có tiếng luôn. Rồi ok, 300 triệu, bán 500 rồi nhỉ? Nên vừa rồi bạn em vừa vào tuần trước là 500 triệu. Cái sản phẩm của bên con đây thì hãng sẽ bảo hành chính hãng mình là 65. Máy 65 bảo trì ở giữa 1 năm thì kỳ hoặc 2 lần. Đấy, nhưng em phải chia sẻ rõ là bảo hành cái lỗi là tốt rồi. Ví dụ như mình lỗi do khách hàng cảm thấy nó rất là khó. Nhưng mà đây là con hướng dẫn cho chú Linh nhất là khi chú dùng xong rút ra cái điện ra. Đấy, rút ra cái điện ra tránh trường hợp là xét trước của anh. Thì những cái lỗi đấy là nó rất là mình sẽ rất là phiền. Đấy, em bé này cầm đồ đi sửa ghế rồi đấy hả? Em bé sửa ghế đấy. Em bé đi sửa ghế. Và mùa hè nó nóng ấy. Thì khi mà ngồi xong cái mồ hôi nó ra, phần tay, phần gáy này. Thì mình có khăn vuông, mình lau qua một cái. Để cái bề mặt da này của mình nó sẽ không bị ám mùi. Và nó không bị hỏng sau thời gian. Nhưng như con này, những khách hàng mà có dùng rất là lâu rồi, trong 6 tháng rồi, nên có những người dùng 5-6 năm cũng tin. Thôi mình xin kết thúc video lại đây nhá, hơi dài rồi, 19 phút rồi. Ok, chào mọi người nhá, mọi người chúc mừng nhá.